Hôm nay chia sẻ đến các bạn cách trộn cốm dẹp để ăn với sầu riêng nha. Mình sẽ làm hai cách, một cách mình sẽ để nguyên trộn và một cách mình sẽ rang cho giòn thơm lên rồi mình mới trộn. Ở đây thì mình sẽ có 1,5 lít cốm dẹp mình mua ở ngoài chợ về. Hôm rày mình đón một chị người Khmer ở trong quê đem ra. Cốm dẹp của chị thì ngon lắm, thật mới và thơm. Chứ mình không thích mua cốm dẹp bán sẵn ở ngoài chợ. Cốm dẹp này thì của chị thơm ngon lắm. Mình sẽ có 380 gram dừa nạo. Dừa này là dừa rám vỏ, mềm mình trộn mới ngon nhé. Đường, mình sẽ lấy một ít. Mình sẽ trộn chung rồi ăn với sầu riêng nha các bạn. Đây nè, dĩa sầu riêng mình sẽ ăn chung với cốm dẹp thì thơm béo và ngon. Đây là tất cả nguyên liệu mình sẽ trộn với cốm dẹp. Thật là đơn giản đó các bạn, mà ăn thì ngon lắm. Đầu tiên thì mình sẽ sàng cốm dẹp ra rổ thưa nha các bạn. Mình sẽ sàng rổ thưa ra hết những hạt lúa và những cái mảnh nhỏ nhỏ xuống. Rồi mình lấy những cái hột to trọng mình sẽ để riêng ra. Xong sau khi mình sàng hết rổ thưa thì mình sẽ để cốm dẹp nhỏ vào rổ nhỏ khích như thế này. Và mình bắt đầu sàng những cát và những hạt nhỏ, đây là những hạt cốm dẹp lớn đây. Rồi những hạt cốm dẹp nhỏ thì mình sẽ sàng qua rổ nhỏ như thế này. Mình sẽ sàng cho nó hết cát và lúa mảnh xuống cho thật là sạch để ăn đừng có cát nhé. Cốm dẹp này thì người ta đã rang qua chín rồi, người ta giả. Khâu làm cốm dẹp này mình nghe nói cũng cực lắm. Nhưng mà cốm dẹp này thì người ta đã rang lúa, rồi giả ra, cũng chín hết rồi. Sau đó mình mua về và làm sạch qua khâu này nữa, thì bắt đầu mình sẽ trộn ăn. Sau khi sàng xong thì mình sẽ chia ra làm hai. Cốm dẹp là 1,5 lít mua về mình cân lại được 500 gram nửa ký. Khi mình sàng xong thì còn lại 480 gram mình sẽ chia ra làm hai. Phần nhiều 350 gram mình trộn tự nhiên và còn lại 130 gram thì mình sẽ rang lên và trộn cách thứ hai nhé. Còn dừa nạo này thì là 380 gram mình cũng chia ra làm hai. Một phần là 250 gram. Và một phần là 130 gram. Mình chia ra phần ít phần nhiều, sau đó mình sẽ trộn đường. Tô ít 130 gram thì mình sẽ cho vào 50 gram đường nhé. Mình sẽ trộn đường và dừa lên, chung cho thấm để đường mau tan trong dừa. Các bạn đừng trộn trực tiếp đường vào cốm dẹp nhé. Và mình sẽ cho vào nửa muỗng sữa chua muối nữa vào tô nhỏ. Rồi thì mình sẽ trộn lên, cho thấm đường và muối vào dừa. Các bạn nhớ là trộn đường vào dừa nhé, không trộn vào cốm dẹp. Trộn vào cốm dẹp sẽ lau tan đường lắm. Sau đó mình sẽ trộn tô lớn. Tô lớn này là 250 gram dừa, mình sẽ trộn vào 100 gram đường nhé các bạn. Rồi thì mình sẽ cũng sẽ cho vào một muỗng lưng sữa chua cho được đậm đà nhé. Sau đó mình sẽ trộn lên cho đều dừa và đường cho thấm. Rồi mình sẽ để hai tô đây cho đường tan ra. Khi nào đường tan ra thấm vào dừa rồi thì mình sẽ trộn. Sẽ bắt chảo lên và rang số cốm dẹp phân nửa đó các bạn. Số cốm dẹp này là 130 gram. Mình sẽ rang lên, rang mình để lửa nhỏ, mình rang cho cốm dẹp thật là giòn nhé các bạn, vàng giòn lên. Mình sẽ trộn cốm dẹp này là cách 2,
nhưng mình sẽ làm ít thôi. Tùy theo ý thích của mỗi người, nếu thích ăn giòn thì ăn cốm dẹp này, còn mềm thì mình sẽ trộn bằng cách tự nhiên không rang. Sau khi rang vàng mình để nguội rồi mình đi chuẩn bị dừa để trộn cốm dẹp phần nhiều mà trộn không nhé các bạn. Mình đổ nước dừa ra đây là 8 muỗng. Vào chén mình sẽ rưới từ từ. Đầu tiên mình sẽ cho 3 muỗng vào trước. Các bạn sẽ cho từ từ nước dừa vào và mình sẽ điều tiết lại. Không cho luôn một lần, cốm dẹp sẽ bị nhão. Mình cho từ từ như thế này thì cốm dẹp sẽ thấm từ từ và số lượng nước mình sẽ cân bằng được nhé. Nếu cứng quá cũng không ngon, mà nếu mềm nhão quá là nó sẽ bị dính cục lại. Khâu này là quan trọng lắm đó các bạn. Sẽ cho thêm 2 muỗng nước nữa. Và cứ trộn đều lên. Mình sẽ chiếu cách trộn cốm dẹp này thật chậm cho các bạn xem, mình không tua nhanh, để các bạn xem kỹ và trộn cốm dẹp nhé. Rồi thì mình sẽ thêm 2 muỗng nước nữa, tất cả là 7 muỗng rồi đó các bạn. Và cuối cùng là một muỗng sau cùng. Như vậy là chỗ cốm dẹp này, các bạn sẽ trộn 8 muỗng nước dừa cho số lượng cốm dẹp 350g nhé. Các bạn sẽ cho vào từ từ và trộn như thế này, thì cốm dẹp từ từ sẽ thấm và vừa mềm, rất là ngon đó các bạn. Cốm dẹp vừa thấm nước và còn hơi khô một chút. Xong sau đó sẽ trộn với dừa và đường vào, thì lượng dừa và đường sẽ vừa đủ. Đường cũng tan trong dừa rồi, mình sẽ cho vào luôn nhé. Sẽ gãi dừa và đường đều lên mặt cốm dẹp, rồi thì mình sẽ trộn lên. Cốm dẹp rất vừa và thật là ngon đó các bạn, tơi, ra và xốp, không cứng và cũng không mềm. Sau khi trộn xong sẽ để cho thấm và hạt cốm dẹp vừa mềm ra, ăn rất là ngon và béo lắm các bạn. Cốm dẹp này thì người ta đã rang từ lúa chín rồi, nên không sợ sống đâu các bạn nhé. Còn mình muốn ăn cho giòn thì mình sẽ rang theo cách 2, như mình đã làm một ít đó. Thì các bạn ăn giòn ngon, nhưng mà cốm dẹp mình trộn theo kiểu này thì mềm, cả nhà sẽ thích ăn hơn. Cách 2 thì mình chỉ làm một ít thôi.
Mình sẽ thử một miếng xem đã vừa vị chưa nhé. Rất là ngon và béo lắm các bạn. Hạt cốm dẹp mềm, thấm dừa, đường, béo ngon lắm. Các bạn thử làm một lần nhé. Làm theo cách này thì ăn ngon và ghiền luôn đó. Như vậy mình đã trộn xong cách 1 rồi, mình sẽ đi chuẩn bị trộn cách thứ 2 nhé. Cốm rang cũng đã nguội, mình sẽ cho vào tô. Cách này thì mình để giòn không cho nước dừa vào, và dừa và đường tan thì mình sẽ trộn thẳng vào cốm dẹp luôn. Mình sẽ trộn lên thật đều, cho đường dừa thấm vào cốm dẹp. Với cách này thì sẽ ăn giòn như cốm vậy đó các bạn. Mà có dừa béo, đường ngọt ngọt, ăn cũng ngon lắm. Xong rồi nè các bạn. Thật là thơm lắm các bạn, giòn béo lắm. Thành phẩm rồi mình sẽ dọn ra ăn nhé. Đây mình có hai đĩa cốm dẹp như thế này. Đĩa này là đĩa cốm dẹp mềm, mình đã trộn nước dừa. Mình sẽ ăn với sầu riêng nha các bạn. Cốm dẹp mình sẽ cạo một miếng sầu riêng vào và mình sẽ ăn chung. Ngon và thơm lắm các bạn. Còn đây là đĩa cốm dẹp mình rang thì thật là khô giòn, thơm lắm. Các bạn thấy không nè, thật là ngon ha. Có được thêm sầu riêng vào thì còn béo thơm ngon nữa. Các bạn thử làm một lần như mình nha. Không có sầu riêng cũng được, tại ở nhà sẵn sầu riêng thì mình cho vào luôn. Thì ăn rất là hợp, béo ngon lắm. Cốm dẹp rang thì vàng ươm nè các bạn, vàng và giòn lắm. Ăn liền thì rất ngon. Đây là toàn bộ cốm dẹp của mình đây. Sầu riêng và được cốm dẹp như thế này nữa nè. Một phần cốm dẹp rang. Và cơm dẹp kia thì nhiều lắm nè. Ăn rất là ngon đó các bạn. Lâu lâu thì mình mới mua được cơm dẹp về trộn như thế này. Cả nhà ai cũng thích. Mình mời các bạn dùng với mình nha. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha.